David lại quay trở lại với cái bài phân tích của những cái việc đầu tư trong ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết, ở kênh Facebook Ông Già Đầu Tư chúng ta có thể theo dõi, đúng không ạ? Hôm nay tôi với lại ekip đang phân tích GBP, CAD, Bitcoin đang có những cái mô hình test và tăng trở lại ở các cái vùng 8.000, 8.600 khi mà các thông tin về halving có thể là cái điểm tích cực. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cảnh giác trong trường hợp mà gì ạ, hồi lên quá một điểm thì gì ạ, các ông lớn lại xả hàng để chốt những cái kỳ mà mua hàng ở vùng 3.300, 3.700 đó sao. Và cũng có thể chúng ta xem xét các cái mốc để chúng ta có thể thoát hàng dần và chúng ta đón chờ những cái lệnh sell EZ các vùng mua, đúng không ạ? Giá dầu và giá vàng hồi phục, hôm nay chúng ta nhìn thấy là các cái take profit ở vùng 71670 của vàng cũng rất là thú vị. Ok, những ai chữ về dầu đúng không ạ, cũng hôm nay cũng có những cái tin tức rất là thú vị. Đầu tiên là gì ạ, các thời điểm đau đớn nhất trong thị trường dầu đã qua, thị trường dầu thô đêm qua cũng đạt được một số các cái mặt tích cực. Ả Rập Saudi cho biết rằng họ đã chuẩn bị thực hiện nhiều các biện pháp hơn để kích thích đó, rất là nhiều các cái tweet của tổng thống, các vấn đề về châu Âu cũng đã đưa ra, đúng không ạ? Rất nhiều các cái đà tăng trưởng kinh tế để đưa ra các cái hỗ trợ. Chúng ta cũng đừng ngần ngại đăng ký subscribe kênh Ông Già Đầu Tư Thế Giới Đầu Tư. Đối với cái khóa học thì chúng ta có thể theo dõi các khóa học Tradecoin tốt nhất ở đây, thì chúng ta có thể click vào cái bài này để chúng ta xem nếu ai đang quan tâm đến những khóa học cùng với David, các khóa học thực dụng, thực tiễn, thực tế. Thì hôm trước thì tôi có nói về cái vấn đề phân tích tổng hợp về giá dầu và có nên mua dầu hay không, và tôi cũng nói rất là nhiều về cái vấn đề giá dầu của UK Oil, đúng không ạ, và US Oil, đúng không ạ, và các điểm spot của giá dầu, các điểm spot của giá dầu. Tại sao chúng ta phải mua spot? Bởi vì không phải là giá hàng kỳ hạn mà chúng ta mua ở dạng hàng spot, là hàng điểm mà thôi. Thì những ai mà trữ giá dầu, chúng ta cũng vui mừng khi mà chúng ta mua bình quân giá ở các cái mốc giá thấp nhất của cái thế kỷ này, đúng không ạ, là 19.37 và đạt được các cái kỳ vọng cao là vùng 25 giá. Và 6 giá này nếu mà chúng ta mua một lót, tức là 100 thùng, là chúng ta đã có gì ạ, 5.000 đô. Đó, do vậy là nếu trong trường hợp ai mà mua 10 lót, đúng không ạ, là chúng ta đã có 50.000 đô. Khi mà chúng ta hiểu được các cái quy trình đó thì chúng ta có những cái cách để làm. Thì những cái đơn vị và những cái quỹ của David thì đa số là gì ạ, họ trữ giá dầu và họ tin rằng là gì ạ, là những cái mốc mà đạt được đấy thì họ phải ngồi yên. Ví dụ những cái đợt mà 22.58 nó xả xuống, đúng không ạ, và chúng ta chỉ thấy được rằng là gì ạ, cái việc mua bình quân giá dần dần là cái điều tốt nhất cho cái việc mà thực hiện các cái việc đầu tư giá. Thế thì những người mà mua ở vùng 23 thì hôm nay đã về bờ rồi, đúng không ạ? Những người mua ở các cái kỳ mà thấy giá nó xuống thút, đúng không ạ, và các cái bài báo nó dọa rằng là về không, về âm, đúng không ạ, ở vùng 21 này rất là sợ. Tuy nhiên chúng ta mua ở cái giá điểm thì chúng ta sẽ thấy ok. Các cái tin tức cho cái thị trường ngày hôm nay, đúng không ạ, rất nhiều các tin tức. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, các nước ASEAN nên tham gia kêu gọi cấm thị trường cái hàng hóa, đúng không ạ, kỳ giao ngay đấy, hàng ướt đấy. Nền kinh tế Anh phải chịu rủi ro tồi tệ nhất từ Thế chiến thứ hai và con đường phục hồi sẽ rất khó khăn. Đây là các cái thông tin. Thì chúng ta cũng nhìn được các cái mô hình giá, đúng không ạ? Ngân hàng Mizuho giá dầu có thể giảm xuống âm 100 đô trên thùng vào tháng 5, vào cuối tháng này, đúng không ạ? Rất nhiều các cái tin tức đưa ra. Một nhà phân tích dầu cấp cao tại ngân hàng Mizuho đã dự đoán dầu có thể giảm xuống mức âm. Bây giờ một lần nữa ông ta lại chỉ ra rằng thị trường rơi vào khủng hoảng toàn diện, đúng không ạ? Có thể đây là một trong những cái mà chúng ta nhìn nhận được là rất nhiều các cái tiên đoán Facebook của David, chúng ta có thể theo dõi ở Ông Già Đầu Tư, sau đó theo dõi các cái mốc để xem. Tuy nhiên đối với lại cái hệ thống tài khoản thấp và nhỏ của chúng ta, nó chỉ vài chục nghìn, vài trăm ngàn, thậm chí là vài ngàn đô, thì thực tế rằng là các con sóng sẽ đưa ra cho chúng ta những cái mốc để chúng ta có thể giao dịch. Thứ nhất là các mô hình giống sóng ăn một vài giá, đúng không ạ, giá vàng hay một vài giá của euro bảng Anh, hay là một vài các cái lướt sóng để chúng ta nhìn nhận được là khi nào thì chúng ta đặt lệnh bán, khi nào chúng ta đặt lệnh mua với các cái mốc giá, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi thì tôi có thể là gì ạ? Nếu cái việc trữ dầu hoàn toàn ok thì cái việc lướt sóng thì như thế nào?
Ví dụ tôi có thể bán ra ở các cái điểm gì à, à, cản đúng không ạ, để về các cái vùng 19 để nó test đi test lại các cái vùng này. Sau đó tôi sẽ test lại ở các cái vùng này để tôi bán ra, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta có thể lướt sóng. Thì các cái vùng giá, à, vùng giá mà nó lướt ra lướt vào, đúng không ạ, là một trong những cái vùng giá để chúng ta có thể lướt. Tuy nhiên chúng ta hiểu được rằng là nếu trong trường hợp chúng ta trữ, buộc chúng ta phải có một cái ekip và số lượng tài khoản lớn, và bình quân giá khi mà các cái vùng giá thấp được mua vào, à, tài khoản lớn và giao dịch nhỏ, cứ bình quân giá như vậy thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả. Nếu không chúng ta mua to và một tất tay chúng ta bị rớt đài, lập tức chúng ta hoảng loạn, nó sẽ nhảy ra. Đấy là cái cách mà bình quân giá. Thứ hai nữa, các mô hình mà chúng ta thấy đáo hạn thì chúng ta phải theo dõi, phải xem xét. Nhưng mà cái việc mà chúng ta mua dầu hay mua Bitcoin ở trên sàn, đúng không, là không phải cái việc mà đáo hạn. Chính vì thế nên là chúng ta mua các cái điểm thôi, bởi vì chúng ta chẳng sở hữu cái gì cả. Chúng ta chỉ sở hữu các cái vấn đề chênh lệch giá mà thôi. Thế thì từ đó chúng ta có cách để chúng ta đánh giá được Bitcoin ở cái kỳ này có như thế nào. Thứ nhất đó là Bitcoin hiện tại đang giống như ở Facebook đang phân tích, đúng không ạ? Nó sẽ test đi test lại ở các vùng 73 là mốc quan trọng. Nếu trong trường hợp vượt 73 nó sẽ lên các vùng 8.000 đến 8.600, đúng không ạ? Thì như Facebook đã nói rất là chi tiết. Thế thì khi mà gì ạ, chúng ta có được các cái mô hình sóng, đúng không ạ? Các cái mô hình của 7.300 test đi test lại. Tuy nhiên chúng ta phải sợ hãi nếu trong trường hợp mà chúng ta không thoát hàng, mà chúng ta nhìn thấy được cái hành động giá của các cây nến rút chân đối với lại các cái ông lớn mà xả hàng là rất là nguy hiểm. Thì đấy là những cái mà chúng ta theo dõi. Và hôm nay David sẽ chi tiết cho một số các anh chị em nói về giá dầu, đó, các kênh bán nó sẽ hình thành, nó sẽ test đi test lại. Hãy nhớ là không có cái gì lên là lên luôn đâu ạ, và cũng không có gì là xuống là xuống luôn, mà nó phải dập dình rất nhiều các cái mốc test, các mốc thử của giá, các mốc đo, của ngưỡng đo tâm lý của giá. Chẳng nên thế nào Bitcoin nó lên, à, nó xuống từ 12.000 lên xuống đến 3.700 cả, không bao giờ. Và nó test đi test lại ở các cái mốc, đúng không ạ? Do vậy dầu cũng vậy, nếu trong trường hợp 15 này mà nó lên 18 này, nó phải test đi test lại ở các cái mốc. Do vậy chúng ta phải nhìn thấy các cái mốc mà nó giá, đúng không ạ, 15.60 nó giữ được, đúng không ạ, và các cái vùng là 17.81 nó phải giữ được. Đấy là những cái mà chúng ta phải đưa ra những cái tư duy. Ngoài ra kẻ vẽ các con sóng cũng như là phân tích các biểu đồ thì chúng ta mới biết được vùng hình nêm đi vào các cái vùng giữa để nó tạo ra một cái khoảng để có thể bứt phá. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta phân tích của giá dầu. Thứ hai, Bitcoin cũng vậy. Bitcoin chúng ta nhìn thấy các cái biểu đồ dựa trên cái vấn đề khung ngắn hạn, trung hạn là để chúng ta xem xét các mốc mà giá đi, vùng giá nó đi xung quanh các cái điểm mà nó hồi rồi nó lại test, sau đó lại chinh phục các mức cản tạm thời của giá, khiến cho chúng ta nhìn thấy được là các vùng giá ở vùng 78, 73 là các cái khung rất là khó khăn, các cái nến nhỏ li ti muốn sập nhưng lại rút chân hành động giá, đúng không? Do vậy là chúng ta sẽ phải xem xét các cái mốc ngày hôm nay. Tôi vẫn cho rằng là hướng lên cái vùng 8.000, 8.600 hoàn toàn có thể xảy ra, diễn ra trong cái tuần này hoặc là cuối tuần, và đặc biệt là chúng ta cụ thể Bitcoin nó hay action vào cái lúc 3 giờ đêm. Đó là cái mà chúng ta xem. Vậy khi Bitcoin nó như vậy thì Ethereum nó cũng chịu một cái ảnh hưởng như vậy. Cái mốc của 193 đồng, đúng không? Mốc 193 đồng và các cái backtest mà nó đã hình thành ở cái vùng này, vùng 167, 171 nó ở lại rất lâu. Và nếu trong trường hợp nó phù hợp với cái việc mà nó bay giá ở cái vùng trên này thì nó hoàn toàn là nó thoát khỏi, khiến cho giá nó sẽ lên như vũ bão đối với Ether. Chúng ta nhìn xa hơn một chút là Ether nó sẽ về các cái vùng 197, 198. Đấy, đây là các cái vùng mà hoàn toàn có thể khả thi trong tuần này. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào các hành động giá của Bitcoin, tránh trường hợp xả hàng cả đối với Ether, cả đối với Bitcoin. Litecoin cũng vậy. Litecoin nó đang ở cái ngưỡng là 38, 41. Do vậy là nó phải vượt qua được vùng 44 mới có thể là test đi test lại. Ok. Thế thì cái việc mà chúng ta có một cái nguồn vốn hiệu quả thì chúng ta cũng được vào VPS để chúng ta theo dõi các cái mốc giá của thị trường đối với lại cái hệ thống tài khoản, đúng không ạ? Và các cái mốc mà chúng ta test được cái robot ở dưới video này, có những cái robot mà David sẽ để vào, đúng không ạ? Botchay.net để chúng ta đăng ký để chúng ta nhận được một con robot để chúng ta cài test thử xem nó hiệu quả hay không. Thứ hai nữa là các cái mô hình về giá, các cái mô hình về biến động giá để chúng ta xem xét được vận hành của no loss system, buy và sell, rằng co lệnh sau đó thoát về cái trạng thái âm nhiều cho đến âm ít để cho nó
cân đối với cái việc lãi suất này thì lập tức là gì ạ? Cái chiến lược no loss sản phẩm nó sẽ hình thành. Ngoài ra trong cái GFX thì chúng ta có cái quỹ GFX này, chúng ta có thể thực hiện theo các cái gói no loss system, các giải pháp không thua lỗ và bảo hiểm gói chuẩn, các gói bảo hiểm 70%, 50% và hệ thống cài robot để giao dịch chủ động. Thì chúng ta có thể gì ạ? Liên kết và phân tích cũng như là đưa ra các cái gói giải pháp cùng với lại GFX. Chúng ta đừng ngần ngại Zalo 0987732228. Thì trên đây là cái bản tin để chúng ta phân tích qua về thị trường. Đối với các cái phân tích này, chúng ta sẽ đặt những cái lệnh sao cho nó ok nhất. Thứ hai nữa là trong cái mục đầu tư gì lúc này, chúng ta cũng xem được rất nhiều cái bài 300 triệu thì gửi tiết kiệm hay là đầu tư quỹ mở, đúng không ạ? Có cắt nên cắt lỗ chứng khoán để mua 5 lượng vàng, đầu tư chứng khoán thế nào với 100 triệu đồng, đúng không ạ? Thì đây là những cái mà người ta hỏi nên xả hàng blue chip, chúng ta xem cái bài đầu tư chứng khoán thế nào. Chuyên gia cho rằng chỉ nên giải ngân ở 23% giai đoạn này thôi, tức là người ta nói rằng là bình quân giá vẫn là một trong những cái mô hình ok nhất của việc mua vào. Tuy nhiên nếu trong trường hợp với 100 triệu tức là 5.000 đô chúng ta đã có thể giao dịch 0.01 ở các cái mô hình về đầu tư online. Chúng ta đầu tư vào các cặp tỷ giá euro, bảng Anh, hiện tại nó rất là phổ thông. Chúng ta đã nhìn thấy là rất nhiều các bạn trẻ ngồi quán cà phê cũng có thể lướt sóng rồi. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rất rõ và chi tiết bởi vì cái này nó rất dễ mất tiền. Do vậy là chúng ta phải hiểu được khối lượng giao dịch, đúng không ạ? Margin level, đúng không ạ? 900 hay là 1.000 thì an toàn. 30% là cháy hay 10% là cháy, đúng không ạ? Stop out, đúng không ạ? Số tài khoản của chúng ta 1.000 đô thì đánh như nào, 2.000 đô đánh như nào và 20.000 đô đánh như nào, 100.000 đô đánh như nào. Chúng ta phải hiểu sâu về equity margin, free margin. Do vậy là khuyến cáo các thành viên mà muốn giao dịch an toàn, chúng ta phải hiểu sâu về các con số cũng như sự vận hành. Ví dụ mua dầu là mua 0.1 lót thì không có được hay không? Chắc chắn là không được rồi. Chúng ta bắt buộc phải mua tối thiểu là một lót đối với một số sàn. Và một lót nó trị giá là bao nhiêu, đúng không ạ? Số lượng nó là bao nhiêu thùng dầu và một thùng dầu thì bao nhiêu lít dầu và bao nhiêu lít dầu đấy thì đổi được bao nhiêu lít xăng chẳng hạn. Như vậy chúng ta sẽ có những cái công thức để chúng ta tính. Ngoài ra để lướt sóng được chúng ta phải hiểu được các cái tư duy, đúng không ạ? Tư duy về chứng khoán. Tôi kinh nghiệm 10 năm đầu tư sống sót trên sới bạc này đã là thật hạnh phúc. Tốt nhất không nên đầu tư vào giai đoạn này mà hãy chờ sang tháng 6 khi dòng vùng giá 635 đấy, người ta đang đánh giá xuống để người ta mua. Do vậy các vùng giá thấp, thấp thì thấp hơn nữa, cao thì còn cao hơn nữa, xuống là xuống thảm lên. Do vậy là chúng ta phải hiểu được là thị trường nó vận hành dựa trên tâm lý giao dịch, tâm lý đầu tư. Giá vàng cũng như vậy, đã mua, đã cao thì đừng có bán ra mà lại còn phải mua theo nó, mua theo đà nó. Do vậy chúng ta sẽ hiểu được là các cái quy trình đấy nó thực hiện dựa trên các cái con sóng. Vậy ở đây có rất nhiều các mã chứng khoán, mã Boeing, mã Cisco, eBay, rất nhiều các mã Facebook, đấy, rất nhiều. Tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta có thể tham gia rất nhiều các cái mã. Vấn đề chúng ta phải hiểu các con sóng nó hình thành như thế nào. Ví dụ như hàng hóa cô tông là hàng hóa vải, đúng không? Bông vải sợi. Sau khi nó đạt cái đáy 48 thì so với 56 này rất là cao rồi. Tuy nhiên giá cao nhất của thị trường có những lúc nó lên đến hơn 100, đúng không ạ? Chúng ta xem ở cái biểu đồ tuần. Có những lúc thì đạt 95, đúng không ạ? Tuy nhiên các cái đỉnh nó sẽ thấp hơn này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cứ phá dần như này thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là các mô hình xuống rất là khủng khiếp. Nếu kết thúc nến ở cái tuần này mà xuống này thì sẽ tiếp tục là gì ạ? Có một cái mốc đỉnh mới và nó lại tiếp tục chinh phục xuống, đúng không? Thế thì giá dầu cũng như vậy. Giá dầu chúng ta nhìn thấy đỉnh cao của nó gọi thấp rồi, gọi thấp rồi, đúng không? Sau đây nó không phá được nó lại xuống, đúng không? Cứ như vậy, đây là đỉnh mới, cái đỉnh mới. Do vậy là nó sẽ hồi phục ở các vùng 29, đúng không? Đấy thì chúng ta chỉ ăn được con sóng hồi, sau đó có thể là mô hình xuống tiếp. Thì giá vàng cũng như vậy, chúng ta lại phải theo dõi các vấn đề nhìn xa, nhìn dài. Và chúng ta nhìn ở Bitcoin này cụ thể đây, đúng không ạ? Bitcoin đỉnh cao này, đỉnh thấp, đúng không ạ? Cứ như vậy, đỉnh này trong trường hợp nó phát hiện ra ở các cái vùng 7264, trong trường hợp nó là phát hiện ở các cái vùng 8534 là nó lại phải tiếp tục test một lần nữa cho giá xuống. Đó, cứ như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy được cái biểu đồ tuần. Nếu trong trường hợp mà nó không xuống, nó không lên mạnh, nó tạo ra các cái đỉnh mới, đúng không ạ? Nó không phá được cái vùng 7490 này, không phá được thì đỉnh cao nó vẫn gì ạ? Đỉnh cao này. Đó, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Cứ như vậy, đây lại thấp hơn đỉnh trước. Trong tuần này là cái mốc rất quan trọng. Nếu trong trường hợp mà nó xuống ở các cái vùng 7169
mà nó không test, đúng không? Còn 17 giờ nữa mà nó không test được trên thì chắc chắn nó sẽ có cái đỉnh mới, mà đỉnh mới này là thấp hơn. Do vậy cái việc xả hàng từ cái vùng 8.000 này xuống, đúng không? Vùng 8.600. Do vậy đấy là cách phân tích để chúng ta phân tích dài hạn. Thì chúng ta giao dịch dựa trên cái vấn đề dài hạn, dựa trên vấn đề ngắn hạn, trung hạn để chúng ta có thể lướt sóng đối với các cái tài khoản. Đối với tôi trong đầu tư thì nó có liên quan rất nhiều đến số vốn. Số vốn nhiều chúng ta sẽ có được cái kỳ vọng để đánh xuống hoặc là gì à, đánh lên trong dài hạn. Nhưng số vốn ít chúng ta chỉ lướt sóng, đúng không? Ví dụ UZI đối với các cặp này chúng ta có thể lướt sóng trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng. Tại sao nó có biểu đồ 15 phút, 30 phút và H1. Do vậy những cái số vốn nhỏ thì cần phải lướt sóng, mà lướt sóng trong một khung thời gian hẹp thì chúng ta phải ăn được những cái biên độ hẹp. Cho nên nếu trong trường hợp tài khoản chúng ta có thể co giãn được, tức là gì à, lỗ trạng thái và lãi tạm thời mà chúng ta chịu được, người ta gọi là gồng lãi, thì chúng ta có thể gì à, giao dịch một cách an toàn. Trên đây là cái bản tin của David cũng như là các cái nhìn nhận về thị trường. Mọi người có thể tham gia đầu tư và đưa ra các gói giải pháp cùng với hệ team của David đối với GFX và các gói đầu tư an toàn với hệ thống robot AutoTrade giao dịch. Thứ hai nữa là đừng ngần ngại Zalo 0987732228 để có được cái tỷ lệ mở tài khoản cũng như là cái cách để chúng ta tham gia vào các cái nhóm ông già đầu tư cũng như là các nhóm để chúng ta có được cái bài để chúng ta phân tích cũng như là nghiên cứu. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.